Đầu năm 2002, trong một lần được vận động tham gia hiến máu, chị Thuận đã hăng hái đăng ký. Không chỉ dừng lại ở lần đầu tiên đó, chị càng tích cực tình nguyện đi hiến máu hơn vì chị tâm niệm mỗi giọt máu mình cho đi sẽ là một tia hy vọng với những người không may bị bệnh tật, rủi ro đang từng phút, từng giây giành lấy sự sống. Chị Thuận luôn tích cực tuyên truyền vận động gia đình và mọi người cùng tham gia hoạt động nhân đạo này. Trước đó thì tôi nhận thấy những cái giọt máu mà đã những cái giọt máu đào đó mà đã cho đi rồi, cho đúng nghĩa cho những người bị hoạn nạn hoặc bị tai nạn, thì bước đầu thì tôi cũng là đi hiến máu một lần thì tôi chưa vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng hai lần, ba lần rồi nhiều lần tôi cảm thấy là những sức khỏe mình nó càng ngày nó càng dần đi lên mà nó có sức khỏe rõ ràng rõ rệt luôn, thì tôi mới cảm thấy rằng là nếu mình phải vận động mà mình nói cho họ hiểu, họ biết, trước tiên mình phải làm vận động người trong nhà mình trước đã, rồi mới tính. Mình vận động từ trong nhà mình mới nói được họ. Thì con, cháu, dì, dượng, rồi mình vận động thì ai cũng đi. Rồi từ là lan rộng bạn bè, rồi tổ bạn, rồi lân cận, vùng sâu, vùng xa, những cái gì là họ nghe được, họ ra họ đăng ký. Với suy nghĩ máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu, chị Thuận luôn chủ động vận động, tuyên truyền, tư vấn cho mọi người được ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo. Từ đó, nhiều chị em phụ nữ trong phường cũng đã tìm đến những đợt hiến máu với mong muốn giúp cho nhiều nạn nhân qua cơn nguy kịch. Dần dần, chị đã thành lập được một đội tình nguyện hiến máu với tổng số 21 người, mỗi năm cung cấp hơn 30 đơn vị máu cho ngân hàng máu tại địa phương. Đặc biệt đến nay, chị tính riêng các thành viên trong gia đình chị đã chiếm 1/2 trên tổng số người tham gia đội tình nguyện của tổ này. Chị Thuận á, là chỉ làm những cái việc nó có đạo đức, thì cô chỉ vận động một phát là mình, lúc đầu thì mình cũng thấy là mình nghĩ hiến máu là sợ, nhưng mà tôi đi riết rồi tôi thấy nó bình thường, mà sức khỏe mình thì nó tốt, với lại mình giúp được nhiều người thì mình về mình thấy nó thoải mái trong người. Tính tình bà về cái đó, bà rất là sốt sắng và lanh lẹ ra cái việc đó, và động viên ai thì bà cũng muốn bà nói hết những cái ý cho mình để mình hiểu rõ, để mình tin tưởng được cái chỗ ta để mình đi á. Cho nên vừa rồi thì tôi cũng có đi một lần, nên được vừa rồi tôi nói là chị chỗ nào mà nhắm lấy máu AB thì chị nói kêu em. Và tôi có một lần thì tôi nghĩ rằng mình giúp ích cho hội thì điều đó là tốt thôi. Không chỉ vậy, nhờ đi nhiều, tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, nên chị thường đau đáu với câu hỏi làm gì để có thể cống hiến cho đời, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó trong cuộc sống. Việc kết duyên thêm nhiều người cùng chí hướng để chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác là ước nguyện lớn nhất của bản thân chị. Đây là một người rất nhiệt tình trong công tác tình nguyện. Không những tình nguyện tốt trong công tác hiến máu tình nguyện, mà còn rất tốt trong tất cả mọi hoạt động công tác xã hội. Là cán bộ hội ở tổ dân phố, thì trong nhiều năm qua, chị Thuận đã cùng với bản thân và gia đình và cái tổ dân phố tại đây là tổ chức vận động rất nhiều các anh chị em tình nguyện viên ấy, trong địa bàn của tổ, ngoài địa bàn của tổ, thậm chí là của cái tổ bên cạnh thuộc phường Lộc Sơn cũng cùng tham gia công tác hiến máu tình nguyện. Thì chúng tôi ghi nhận đây là một trong những người hoạt động rất tiêu biểu của thành phố Bảo Lộc, đã được tỉnh và nhiều cấp mà khen thưởng trong nhiều năm qua. Với những nỗ lực ấy, chị Lê Từ Như Bình Thuận đã được tặng bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện hiến máu cứu người. Hy vọng từ tấm gương của chị Thuận sẽ có thêm nhiều người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo. Từ đó, nhân lên niềm tin trong mọi người rằng hiến máu nhân đạo ngoài việc cứu sống tính mạng con người còn mang lại sức khỏe cho chính người hiến máu. Đó cũng chính là cách tự kiểm tra và giám sát sức khỏe của mình. Đàn đá là loại nhạc cụ thuộc bộ gõ lâu đời tại Tây Nguyên và là nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người. Đàn được làm từ các thanh đá với kích thước ngắn dài, dày mỏng khác nhau. Thanh đá dài to dày có âm vực trầm, còn thanh đá ngắn nhỏ thì có âm vực thanh cao.